Nhật ký 1491. Hôm nay Chúa đến thăm tôi và phán: Hỡi ái nữ của cha, con đừng sợ hãi những gì xảy đến với con. Cha không để sự gì quá sức con đâu. Con hiểu biết sức mạnh của ân sủng cha, thế là đã đủ. Sau những lời ấy, Chúa cho tôi hiểu thêm về hoạt động của ân sủng người. Nhật ký 1492. Trước giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu cho tôi hiểu rằng tôi hãy tuyệt đối đừng lưu tâm đến những lời của một người chị em kia sẽ nói, vì sự ranh mãnh và ác tâm của chị ấy làm mất lòng Chúa. Hỡi ái nữ của cha, con đừng nói với người ấy về những quan điểm cũng như ý kiến của con. Tôi này xin Chúa thứ tha cho linh hồn ấy về những điều làm mất lòng người, và tôi khẩn khoản xin Chúa dùng ân sủng mà nâng đỡ tôi. Khi chị ấy quay lại nói chuyện với tôi, chị ấy đã hỏi han nhiều điều, và tôi đã vì tình chị em mà đáp lại. Và như một bằng chứng cho thấy tôi đã thành tâm tận đáy lòng, tôi đã kể cho chị ấy một số kinh nghiệm của riêng tôi. Nhưng những ý định của chị ấy hoàn toàn khác với những lời ngoài môi miệng. Nhật ký 1493. Lạy Chúa Giêsu của con, kể từ giây phút tận tuyệt phó mình cho Chúa, con không còn nghĩ đến bản thân. Chúa có thể sử dụng con thế nào tùy ý Chúa. Con chỉ còn nghĩ đến một điều mà thôi, đó là Chúa thích gì hơn. Lạy Chúa, con phải làm gì để vui lòng Chúa? Con lắng nghe và lưu tâm tìm kiếm từng cơ hội. Có hệ gì nếu bên ngoài con có bị người ta xét đoán về việc này? Nhật ký 1494. Ngày 15 tháng 1 năm 1938. Hôm nay, khi người chị em Chúa đã cảnh báo đến gặp tôi đã chuẩn bị trong tinh thần để đối phó. Mặc dù điều này bắt tôi trả giá rất đắt, nhưng tôi không xa rời những điều Chúa đã truyền dạy một chút nào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, và chị ấy không còn nước nào để đi nữa. Trong lòng tôi thầm thỉ xin Chúa Giêsu trợ giúp. Lúc ấy, tôi nghe lời này trong linh hồn: Con đừng sợ hãi. Trong lúc này, cha đang canh giữ và trợ giúp con. Một lúc nữa thôi, cha sẽ sai hai chị em khác đến thăm con, và lúc đó con sẽ thấy dễ dàng hơn để tiếp tục câu chuyện. Và ngay lúc ấy, có hai chị khác bước vào, và cuộc nói chuyện trở nên dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng cũng kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ sau. Nhật ký 1495. Ôi, tốt đẹp biết bao khi thỉnh mời Chúa Giêsu đến giúp đỡ trong lúc chuyện trò. Tốt đẹp biết bao trong lúc bình an mà vẫn nài xin các hiện sủng. Tôi sợ nhất là thứ chuyện trò kín đáo này. Cần phải có nhiều ánh sáng của Chúa trong những lúc như thế, để nói mà sinh lợi ích cho linh hồn người ta, cũng như cho bản thân mình. Tuy Chúa sẽ đến giúp đỡ, nhưng chúng ta phải nài xin, chớ gì đừng ai quá tin tưởng vào bản thân.